Bệnh hiểm nghèo nhé. Rồi. Bệnh hiểm nghèo. Hỏi, bây giờ mình hỏi thôi. Cái này mình nói rồi, bệnh hiểm nghèo đặc biệt là nó loại trừ 90 ngày. Bây giờ nói lại, còn nhớ là vì sao loại trừ 90 ngày, 90 ngày ít hay là nhiều? Ít. Vì sao? Tại vì cái thời gian của bệnh. Ừ. Ví dụ như là bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, thì nó có một cái thời gian rất dài bị cao huyết áp. Nha, cao huyết áp. Rồi hoặc là cái động mạch đó, động mấy cái động mạch trong cơ thể con người á, nó như hệt cái ống nước vậy á, không khác gì ống nước hết trơn á nha. Đây, phóng ra to mình thấy á. Mình nhiều khi mình máu mình bị mỡ á, thì ở trong máu nó có những cái hạt mỡ lăn tăn này, nó giống như trong nước là những cái cặn nước á, nó lang thang vậy. Thì đôi khi mình bị va đập vân vân, mấy cái chỗ thành mạch này nữa, nó bị ảnh hưởng, nó sưng lên viêm và mấy cái hàng này nó đậu đó, nó đậu vô, nó đi qua, nó đậu vô một tí một vài chục năm, vài năm đấy không có chỗ này nè, nó vậy đó, nó vậy. Thì bình thường là nó vậy đúng không? Bao giờ nó đi qua, nếu mà nó nằm dưới chân là mình bắt đầu đau chân, máu nó xuống độ là đau chân thôi. Nhưng mà ở dưới chân là mình cảm ơn đời là vì còn ở dưới chân, nó nằm trên này thì nó bắt đầu mình say sẩm. Nhiều khi mình đang ngồi vậy đó, sau đó mình đứng dậy, đồng hồ mình đứng dậy cái cả cái rập một phá, máu nó lên không kịp, chúng nuôi não được, cái mình quán tế ngã vỡ, xoa máu lên não gọi là tai biến mạch máu não. Rồi còn nếu như cái câu chuyện này nó nằm ở trong tim, trái tim mình nó hay lắm em, ở trong tim mình máu nhiều lắm nhưng nó không tự nuôi, khổ vậy chứ. Và nó mình không có cái động mạch nó bắt lên để cho cái động mạch nó nuôi tim, hiểu không? Và cuối cùng máu nó lên không đủ, lên không đủ thì nó hoại tử cơ tim, hoại tử cơ tim thì mình đột quỵ tim xong vậy thôi. Thế bây giờ cái chỗ này thì sao, nếu phát hiện sớm thì đặt cái stent vào đây, đặt cái stent vào đây để lông chỗ này ra. Thì thường là mình được 10 đến mình gia hạn được 10 đến 12 năm nữa nếu biết giữ như cái gì anh đó, thì giờ mười mấy năm rồi đó, ok. Nhưng mà kỳ này gì cũng bắt đầu, gì thì lớn hơn mẹ anh, mà lớn hơn mẹ anh thì gì cũng bắt đầu thấy cũng bất mệt rồi đó nhé, cũng bắt đầu gì cũng hồi xưa là gì từng đi đâu quấy được, nhưng mà kỳ này thì lâu lâu gì mới đi một lần, gì không có tiền xuyên được đó. Nhiều cái chuyện đó mình phải hiểu, nó không phải tự nhiên mà nó có. Rồi cái câu chuyện chiến binh Hoa Kỳ thì sao? Cái 2003 họ đánh nhau ở Iraq vì bắn đạn nghèo plutonium cho nên bị nhiễm plutonium. 2010 xuất ngũ về, có người đẻ con đã hoái thai, có người bị ung thư máu và chết. Người ta mới đặt vì sao vậy? Thì người ta biết là ở đây bán đạn một ngày không có nhiêu. Chernobyl
tương tự như vậy. Chúng vì cái này là loại phản ứng hạt nhân Chernobyl. Nó là cái gì? Nó là một cái biểu tượng cho nền hạt nhân Xô Viết. Vì cái ông đó ổng nhìn trong phim đó thì ổng là gì, vì ổng muốn báo cáo thành tích, cho nên là bỏ qua những cái quy định an toàn dẫn đến chuyện nổ lò ở hạt nhân. Và nếu như ở thời điểm đó mà thế giới mọi người nếu như mà không có nếu mà giấu giếm, nếu như thế giới ở khu vực châu Âu và thế giới không chung tay thì nguyên châu Âu tiêu luôn, chứ không riêng một cái Ukraine. Nó có cảnh tình coi để mình hiểu. Và nó không phải nó bệnh ngay 7 năm ha mới bệnh. Cái đó mình hiểu cái gì? Cái đó mình hiểu là không phải tự nhiên mà nó vậy, mà nó làm sao? Mà nó cần có thời gian. Mà ở đây bảo hiểm á, người ta không sợ mấy cái này, người ta không sợ mấy cái này, người ta cũng sợ mấy cái khác, người ta gì, người ta cũng sợ trả tiền đâu nhé, để tránh cái việc trục lợi nhiều quá họ loại trừ 90 ngày ha, để rồi cái chuyện trục lợi nó bớt lại. Tại vì như thế này nè các em, khi phát hiện ra bệnh ung thư, nếu hiện ra bệnh ung thư thì thường là người ta phải đi chữa liền cho nó kịp, cho nó kịp. Tại vì quá 90 ngày là quá thời gian vàng á, hiểu không? Từ cái lúc phát hiện ra là mình để chừng nó qua 90 ngày là qua thời gian vàng mà bạn ăn bị rồi. Bạn là khi phát hiện nó bị ung thư là cổ quyết định chữa đông y, nói kiểu gì cổ không nghe, không nghe hay hết mà cổ tự quyết định. Thì bây giờ mình cũng chịu chứ không làm gì được hết, mà kiểu thương bạn ghê gớm lắm. Và qua cái thời gian vàng cho nên là chuyển sang làm bố, và sau đó làm cổ mất. Cũng ở thời điểm đó có một khách hàng cũng gọi điện thoại cho anh bị ung thư, trong khi mình nghe thì họ ra ngoài, họ là khách văn phòng này, nhưng mà họ ra ngoài chứ mình nghe họ là thanh toán với lời bảo hiểm ở ngoài đó người ta hướng dẫn. Thì vì là khách văn phòng anh cho nên là họ công ty ấy, họ tổng ấy, họ tự động chuyển với nhau, không cần văn phòng đó phục vụ. Tất nhiên là khách văn phòng mình mà đại lý không còn nữa thì anh phải phục vụ vậy thôi, chẳng có vấn đề gì, đúng anh, chẳng có vấn đề gì hết rồi. Gọi điện thoại thì nó là bổ sung này bổ sung kia, thì mình gọi điện thoại để nhắc anh là bổ sung này bổ sung kia. Anh cũng biết là có trả, anh không biết. Cho đến nói bổ sung này bổ sung, cho đến ngày mà công ty đã quyết định là trả thì cũng gửi về văn phòng anh, đúng không anh? Thì anh lại gọi điện thoại báo trả, được trả 200 nha công ty. Không tin là không tin, không sao cả. Đến hồi đến cái ngày anh dẫn anh ra ngân hàng, ngân hàng đếm tiền đưa 200 triệu trong tay anh như nè, lúc anh mới chịu tin nhận rồi đó tin. Anh mới nói nè, anh cho tôi nói nghe, bữa hôm giờ không chịu đi Sài Gòn là do không có tiền đúng không? Đúng. Giờ nghe lời tôi đi, anh cầm 200 triệu này mua trong Sài Gòn, cắt các bạn tự đi, là anh sẽ làm thôi, không có vấn đề gì. Ung thư có hai thứ, có hai thứ ung thư, nhớ cho cái này một tí. Thứ nhất là bao tử, thứ hai là cai giác. Chỗ đây nè, đúng không? Là phước đức lắm má. Tại vì hai cái ung thư này thường là chữa được. Đối với bao tử, cắt hết cái bao tử đi, ngày ăn 10 lần, sống mười mấy hai chục năm không có vấn đề gì hết. Cai giác cũng tương tự như vậy nhé.
chứ còn mà nó quất ung thư gì, thứ nhất ung thư gan 3 tháng là đi thôi, ung thư phổi 3 tháng lên đường luôn, ung thư não xong luôn, ung thư xương xong luôn. Thường là não và xương là do di căn chứ không phải là nó phát ở chỗ đó, nó phát là phát từ phổi, từ gan nha. Em chưa nghe ai nói lòng tự tin hết á. Ung thư máu đúng rồi, ung thư máu. Cho nên nếu mà là ung thư bao tử và ca giáp phúc đức gia đình mình nhiều lắm rồi. Đó là ông nghe lời anh đồng mua trong Sài Gòn chặt cái bao tử. Bây giờ về đi làm đồ đụng, các bạn anh mất rồi. Đau đớn không? Mà hai người nó bị cùng một thời điểm. Duyên. Rồi. Thể nhẹ như thế nào thì người ta quy định rồi nha. Được hai lần nha. Rồi. Chả nó mừng nhau thể nặng nghiêm trọng như thế nào quy định luôn rồi. Ok, không có vấn đề gì. Rồi hỏi đi các em. Cái cụ thể nhẹ anh, tổng lời bảo hiểm chi trả cho người bệnh nghèo tối đa 600 triệu. Có nghĩa là trong tất cả các hợp đồng bảo hiểm, có nghĩa là một người đó có, cho dù có nhiều cái hợp đồng bảo hiểm thì cũng chi trả là 600 triệu. Tại vì em biết thể nhẹ không? Ung thư cổ tử cung. Nói thiệt với các bạn á, nhận 500 triệu, ví dụ vậy, chữa hết mấy triệu. Yeah. Ông lên của tôi cũng như đoạn đầu á, chữa hết có mấy triệu à, nó không có nhiều nha. Yeah. Còn vô trong Sài Gòn cùng lắm hết 50 là hết rồi. Nó ung thư cổ tử cung ban đầu á, nó không khác gì gã rùi hết, yeah. Hiểu không? Tiếp đi các em. Phụ nữ có chồng là 6 tháng đến 1 năm, nhanh là 6 tháng, chậm là 1 năm, là phải gì? Phải đi khám nha. Đó là lời khuyên, đừng không có bắt cỡ gì hết đó nha. Có chồng rồi không có gì nói chuyện chạy phải bắt cỡ hết đó, cái đó là khoa học vậy thôi. Đây bình thường giai đoạn bình thường là đây, giai đoạn một là đây, giai đoạn hai là đây, giai đoạn ba là đây đó. Cái này mình coi ở trên trang web có là mình biết 3 và 4 là nó vô trong máu, nó vô trong máu là bắt đầu di căn, nó chạy tới đâu là nó quất tới đó vậy thôi. Khi tư vấn người ta có đề cập tốt nhất mở cái máy tính ra, mở cái iPad ra, mở cái điện thoại ra cho người ta coi. Coi thì mới biết sợ, sợ mới mua. Ba là chịu được rồi. Hả? Ba là chế độ ba là chịu được, bốn là chịu. Ba là vẫn còn chữa được nếu có tiền, rất nhiều tiền. Nha. Cho bốn rồi á, nếu mà nó chuyển sang giai đoạn bốn rồi á. Thì ví dụ mình mua bảo hiểm bệnh ung thư 500 triệu, chưa hết 500 triệu vậy, không cần phải chữa thêm đâu, không cần lấy tiền của con để chữa thêm đâu nha. Nhớ nè, nếu như mà sang giai đoạn 4 thì mình mua bảo hiểm bao nhiêu mình chữa hết bấy nhiêu, còn như là chấp nhận chết. Tại vì chứa thay niềm chết nè, đừng có lấy thêm tiền của con, tiền ăn học của con để chữa. Ok nha. Thường Việt Nam hay phát hiện 3-4, ít phát hiện 1-2 lắm nha. Nếu có phát hiện đi nữa, thường người ta chỉ phát hiện ở cái chỗ ung thư cổ tử cung thôi. Là tại vì nó dễ phát hiện nhất. Vì sao dễ phát hiện nhất?
Người phụ nữ khi mà khí huyết người ta ra mà có mùi, có màu thì người ta phải đi kiểm tra. Thì nó vậy nó hiện vậy thôi. Còn nếu nó ở trong đại tràng, trong bụng thì nếu mà đại tràng thì như thế này, thường nó phải viêm đại tràng nhiều thời gian lâu nha. Và trong đại tràng thường nó có những cái polyp và từ đó nó phát sinh ra ung thư. Vậy thôi. Đại tràng thì sao? Viêm đại tràng á là mình ngồi như thế này nè, mình đi vệ sinh, đi xong xuôi rồi cái mình đứng dậy cái mình rửa xong cái mình mặc quần vô cái mình lại muốn đi lại cái mình ngồi xuống lại, dấu hiệu viêm đại tràng nha. Có nghĩa là đi nó cũng rạch hết rồi, xong xuôi nó sao nữa, nó nặng hơn là bắt đầu nó ra, mình bắt đầu ra mình thấy phân nó không có đi khu. Nhớ là cái gì nó liên quan đến hệ tiêu hóa, và phân bình thường mà nó không đi khuôn là chúng ta đang bệnh. Khuôn là nó ra một cái khuôn như này, nó đẹp gọi là đi khuôn. Một cái này khoa học mà tôi hướng dẫn để tư vấn chứ nó phải là tôi và nó có màu vàng, màu như thế nào á thì thường là vàng, vàng nhạt hay là vàng đỏ. Còn nếu như nó có màu khác là nó có vấn đề, hiểu không? Rồi sau đó thì nó đi ra nhầy nhớt là bắt đầu có triệu chứng bệnh viêm, nên nó đi ra máu tươi là chảy mà không tươi là đã ra, còn ra mà bầm luôn là bao tử. Được không? Nên xác định nha. Hiểu như vậy để rồi mình phải tự quan sát lấy cuộc sống của mình, được chưa? Chứ không thôi không biết những chuyện đó nó tạo họa ra. Rồi tiếp. Giờ đến được loại dần 429 điều 4 các điều khoản là giờ mình cái này mình phải nói, không nói không được. Rồi em Thủy đọc đi em. Canada sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo quy định của điều 2.2 của quy tắc và điều khoản sản phẩm cho bảo hiểm bổ sung này nếu người được bảo hiểm bị mắc bệnh hiểm nghèo trong các trường hợp sau: bệnh hiểm nghèo tồn tại trước ngày có hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này hoặc kỳ ngày khôi phục hiệu lực nào tính theo ngày đến sau cùng của sản phẩm bảo hiểm này. Bệnh hiểm nghèo được xem là tồn tại trước nếu người được bảo hiểm đã hoặc đang được điều trị hoặc người được bảo hiểm đã được tư vấn về mặt y khoa về việc chẩn đoán chăm sóc sức khỏe điều trị bệnh hoặc có triệu chứng bệnh biểu hiện rõ ràng dựa trên các triệu chứng y khoa. Anh nói cái này trước, khi bọn anh mới vào thị trường Việt Nam bảo hiểm có hai là bệnh nghèo thôi, đó là bệnh nghèo thôi. Tuy nhiên á, hồi đó có nói rằng là gì, ví dụ mình đã từng mắc bệnh nghèo rồi mà mình điền hồ sơ bảo hiểm thì người ta có thể vẫn bảo hiểm cho mình mà loại trừ cái bệnh hiểm nghèo đó ra nha, thí dụ vậy. Nhưng mà thực tế practice á, thực tế mà thực hành nó thực hiện á thì mắc bệnh hiểm nghèo là đợt mà thường ông dân vậy đó. Tại vì sau mười mấy năm mà mình làm thì mình thấy mắc bệnh hiểm nghèo rồi á, nhiều khi nó bị biến chứng này biến chứng kia, rồi biến chứng này biến chứng kia thì nhiều khi ung thư nó đâu phải giết bị ung thư.